Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ tâm đắc thể hội của cá nhân, nhận thức của mỗi cá nhân trong quá trình tu luyện. Chúng ta nhận thức về chữ tu như thế nào? Theo tôi thì tu tức là phải sửa tâm tính. Không cần biết chúng ta tu theo môn nào phái nào, không cần biết chúng ta tu theo phương pháp nào, nếu muốn giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, theo tôi thì chúng ta cần phải đạt được tới trạng thái bất động tâm trước mọi hoàn cảnh. Chỉ có đạt được trạng thái bất động tâm trước mọi hoàn cảnh thì chúng ta mới hy vọng thoát ra ngoài tam giới. Để đạt được trạng thái bất động tâm trước mọi hoàn cảnh thì theo tôi chúng ta cần phải nhận thức được cái tâm bất động của mình như thế nào. Sau khi nhận thức được cái tâm bất động đó rồi, chúng ta phải bảo trì nó trong sinh hoạt hàng ngày, phải sống với cái tâm bất động đó trong sinh hoạt hàng ngày. Có như thế, đến ngày chung cuộc, chúng ta mới hy vọng thoát ra khỏi tam giới. Tại vì nếu chúng ta chỉ nhận thức được, biết được cái tâm bất động của mình, nhưng mà hàng ngày trong sinh hoạt giao tiếp, chúng ta không sống với trạng thái tâm bất động đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục gieo nghiệp, vẫn tiếp tục bị tổn đức. Mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục gieo nghiệp, vẫn tiếp tục bị tổn đức, thì đến ngày chung cuộc, làm sao chúng ta đạt được đến khai công khai ngộ? Tối chung, tại vì nếu muốn đạt được khai công khai ngộ tối chung thì lúc đó là chúng ta không còn nghiệp nào trong người nữa, đức chúng ta phải đủ đầy, thì lúc đó chúng ta mới có thể được sư phụ cho khai công khai ngộ. Chứ tới lúc ngày chung cuộc mà nghiệp vẫn còn đầy dẫy, đức lại còn thiếu sót, thì làm sao mà khai công khai ngộ được. Chính vì thế, chúng ta đã nhận thức được tâm bất động của mình rồi, thì chúng ta cần phải sống với nó, bảo trì nó trong sinh hoạt hàng ngày. Nhờ sống với cái tâm bất động đó, nhờ sinh hoạt trong giao tiếp với cái tâm bất động đó, thì chúng ta không tạo thêm nghiệp nữa qua lời nói, việc làm và sự suy tư của mình. Và cũng nhờ sống với tâm bất động hàng ngày nên chúng ta không bị mất đức. Chúng ta đã thủ đức, bảo tồn được cái đức vốn sẵn có của mình. Thì với thời gian, nghiệp đã được tiêu, đức đã được bảo tồn. Và nhờ thêm làm thêm công việc cứu độ chúng sinh, bồi đức, lập công bồi đức, thì chúng ta sẽ đạt được khai ngộ thôi, sẽ được sư phụ cho khai công khai ngộ tối chung. Chúng ta đã nhận thức được bản chất tâm bất động của mình rồi, thì bây giờ làm sao để có thể dễ dàng sống với cái tâm bất động đó trong giao tiếp hàng ngày đây? Thì theo tôi,
trong Pháp đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải lấy thiện đãi người. Trong giao tiếp, chúng ta luôn lấy thiện đãi người. Lúc nào cũng giữ tâm từ bi hòa ái với người. Thì lúc đó, với cái tâm lấy thiện đãi người, chúng ta sẽ không gây tạo thêm ác nghiệp nữa. Chúng ta sẽ không gây tạo thêm ác nghiệp nữa qua lời nói, việc làm và suy tưởng của mình. Chúng ta sẽ không gây thêm nghiệp nữa. Đó là chúng ta biết lấy thiện đãi người mà không tạo thêm nghiệp. Và nếu chúng ta biết lấy chữ nhẫn để bảo vệ lấy mình, bảo vệ lấy cái đức của mình không bị tổn thất, thì đức chúng ta sẽ không bị giảm. Tức là để thủ đức, chúng ta cần phải lấy chữ nhẫn nhịn để bảo vệ lấy cái đức của mình. Chúng ta nhịn nhục trước mọi hoàn cảnh, không để khởi tâm buồn vui thương ghét, không để khởi tâm tranh đấu hơn thua, không để khởi mọi ý niệm lăng xăng loạn tưởng, hết suy nghĩ chuyện này đến suy nghĩ vẩn vơ chuyện khác. Chúng ta nhịn, nhẫn nhịn hết. Trước trái ý nghịch lòng, chúng ta nhẫn nhịn, không để khởi tâm buồn chán, bực tức. Trước việc thuận ý, toại tâm, chúng ta cũng không khởi tâm quá hoan hỷ, quá vui mừng. Tức là nhờ chữ nhẫn mà chúng ta không khởi thất tình lục dục trong tâm. Và khi chúng ta không khởi thất tình lục dục thì chúng ta sẽ không bị tổn đức. Đó, theo ý tôi là nhờ chữ nhẫn chúng ta sẽ không để bị tổn đức. Và sau cùng theo tôi là chúng ta phải biết ứng dụng chữ xả vào trong sinh hoạt hàng ngày. Làm xong rồi thôi, nói xong rồi thôi, nghĩ xong rồi thôi, xả bỏ hết, không lưu lại trong tâm, không lưu luyến trong tâm bất kỳ mọi thứ gì của thế gian, không lưu luyến, nói xong rồi thôi, làm xong rồi thôi, buông bỏ hết, giữ tâm không không bất động, tức là sống với cái tâm bất động của mình đó, chỉ nhớ đến công trụ của mình. Nhờ nhớ đến công trụ thì chúng ta dễ dàng xả bỏ được và dễ dàng sống với tâm bất động. À, như vậy thì khi chúng ta biết lấy thiện đãi người, biết lấy chữ nhẫn để mà thủ đức, biết xả bỏ để trở về cái tâm bất động thanh tịnh vắng lặng của mình, thì chúng ta đã không gây thêm nghiệp mới, đã giữ vững được đức của mình và vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh của mình không bị ô uế bởi ngoại cảnh. Thì đến ngày đến giờ, nghiệp tiêu, đức đủ, tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ khai công khai ngộ thôi. Dù không muốn khai công khai ngộ thì đến lúc đó cũng phải khai công khai ngộ, vì đó là điều đương nhiên. Chúng ta vì nghiệp chướng, vì kém đức nên không được khai công khai ngộ. Nay chúng ta dứt hết nghiệp chướng, đức đủ đầy thì điều khai công khai ngộ là điều dĩ nhiên thôi. Đó, vâng, đó là sự suy nghĩ của tôi như vậy. Đó, như vậy là nói tóm lại, khi nhận thức được cái tâm bất động thanh tịnh vắng lặng của mình rồi, chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày luôn lấy thiện đãi người, luôn lấy sự nhẫn nhịn để bảo vệ cái đức của mình và trong tâm luôn xả bỏ, thì chúng ta đã sống được, bảo trì được cái tâm bất động của mình trong sinh hoạt hàng ngày.